Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lotto Z. Mình là Duy View. Bên cạnh mình đây thì là một cái mẫu máy mà mình nghĩ là cho thời điểm này nó rất là thời trang, đẹp. Và có lẽ là tại thời điểm hiện tại với mức khúc khoảng 25-30 triệu thì mình nghĩ là không có nhiều mẫu máy như chiếc máy này đâu. Đây là chiếc Asus Zephyrus G14, một trong những chiếc máy mà nó sẽ thỏa mãn rất là nhiều những yếu tố trong phân khúc. Một chiếc máy có thiết kế đẹp và một chiếc máy có chất lượng hoàn thiện này rất là tốt. Cùng với đó, một cái màn hình đa dụng kèm với cấu hình tản nhiệt ở mức ổn trong mức giá này. Vậy thì với chiếc Asus Zephyrus G14 phiên bản 2021 mình đang có ở đây, hiện tại tại Lotto Z mức giá rất là rẻ thôi, loanh quanh khoảng 27-28 triệu. Thì liệu chiếc máy này có thỏa mãn được những cái yếu tố mình vừa đề ra hay không? Một chiếc máy có thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt, màn hình đa dụng, cấu hình và tản nhiệt ở mức ok. Vậy thì chúng ta hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau video này nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái mức giá trước tiên để anh em tham khảo nhé. Đây là chiếc Asus Zephyrus G14 với phiên bản Ryzen 7 5800H S, cùng với đó là 8 nhân 16 luồng RTX 3060 80W, cùng với đó là 16GB DDR4. Mức giá sản phẩm này tại Lotto Z là khoảng loanh quanh 27-28 triệu tại thời điểm mình làm video. Thì với cái màn hình Full HD 120Hz nữa, cái giá này, cấu hình này hiện tại là đang tương đối đẹp, nghĩa là nó sẽ loanh quanh ngang ngang mức giá của Acer Trident 500SE. Cũng là một phân khúc laptop gaming mỏng nhẹ với 3060 và i7. Vậy đó là về giá bán. Vậy thì đầu tiên mình sẽ nói về những cái điểm hạn chế trước phiên bản 2021 này thì mình đã dùng một thời gian qua rồi ấy. Thì mình sẽ nói qua một chút về cái điểm hạn chế nhé. Đầu tiên thì chiếc máy này sẽ không có webcam. Ở tất cả những chiếc laptop gaming Acer của Zephyrus năm trước đa phần là không có webcam, chứ phiên bản S17 thì có thôi. Chiếc máy này thì cũng không có. Thì không biết đây có phải điểm yếu không, tại hiện tại thì không có nhiều anh em học online nữa. Anh em nào hội họp qua meeting bằng Google Meet hay là một vài phần mềm gọi video thì sẽ hơi bất tiện. Tiếp đến là cái fit cao su của chiếc máy này thì nó khá là nhỏ. Ở phiên bản mình đang có ở đây thì nó là màu trắng luôn. Dùng một thời gian nhỏ là nó sẽ có thể có hiện tượng mòn ngay lập tức anh em ạ. Và cái hiện tượng nhỏ này thì mình không biết như nào nhưng mà nhìn nó sẽ hơi mất thẩm mỹ. Thì là tùy anh em như nào thôi, còn mình thì mình thấy là họ làm cái fit to ra một chút cũng được. Nhìn nó sẽ hơi thô một tí nhưng mà nhìn nó sẽ an tâm hơn. Một quá trình giải dụng cái fit này trông nó hơi nhỏ, nó làm càng cao su non thôi. Nói chung là cũng không mong chờ gì hơn về độ bền cả. Tiếp đến là về cái phần bản lề thôi, màn hình. Mình không biết là cái biên bản 2020 như thế nào. 2021 thì thiết kế nó vẫn vậy và không thấy nhiều anh em kêu lắm. Khi mà mở mắt cái phần màn hình lên ấy thì phần tản nhiệt và về phần màn hình thì nó khá là song song với nhau. Nghĩa là về cơ bản là khi tản nhiệt thổi ra mà để mắt cái bản lề như thế này ấy thì nó không thổi thẳng màn hình mà nó thổi song song. Cá nhân mình thấy thì không có nhiều anh em kêu quá về cái vấn đề này cả. Thì đây là một điểm cộng. Tiếp đến là về phần LED bàn phím thì nhìn nó hơi khó nhìn. LED đơn sắc, xong cái phần keycap thì nó, cái phần gọi là phần stem của cái keycap thì nó cản cái phần LED đi một chút. Thế nên là nhìn nó hơi khó trong buổi đêm. Nói chung là mình chưa thích cái LED của bàn phím này lắm. Ok, bù lại thì bàn phím này thì hành trình gõ ổn này. Phím chức năng đầy đủ. Và bên trên nó sẽ có cái phần nút nguồn kem cảm biến vân tay. Thì nói chung về cái LED bàn phím này hay là những cái xung quanh về bàn phím thì mình thấy là ổn. Ok, đó là những cái điểm mà mình cho rằng là hạn chế của Zephyrus G14 phiên bản 2021. Nhưng mà quay lại với những điểm mạnh thì nó lại có quá nhiều điểm mạnh. Đầu tiên, sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đẹp. Mình nghĩ là nhiều anh em sẽ đồng tình với mình là đây là một thiết kế không hề tồi một chút nào. Đầu tiên, phiên bản mình đang có đây là màu trắng. Mặt lưng được cắt xẻ một góc. Ở phần trên này thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có một đống họa tiết đục lỗ. Có những phiên bản thì sẽ có những cái đèn LED ở chạy bên trong. Và mặt này mình đang có ở đây thì nó chỉ là những cái đèn đường gọi là đường đổi màu. Di qua di lại ánh sáng nó sẽ đổi màu, nhìn khá là đẹp. Còn mặt bên phải này sẽ có một mặt lưng một trơn thôi. Ở dưới sẽ có tag, là cái tag logo ROG. Nói chung là nhìn khá là nghệ. Ở dưới này nữa chúng ta sẽ có một cái giải cao su để làm gọi là cái giải này là cái giải anten đấy anh em ạ. Để anh em bắt được wifi, bluetooth là tốt hơn. Mặt lưng không gì nhiều là nói. Mặt trước này chúng ta có một cái máy với viền màn hình khá là mỏng, một điểm cộng. Và nói chung là cái thiết kế của sản phẩm này mình đánh giá là không tồi một chút nào trong mức giá này. Rất là ổn. Tổng quan lại thì nói chung cái trong phân khúc thì để bảo cá nhân mình thích cái thiết kế nào hơn so với cả Tube Dark F này hay là Acer Trident này thì mình nghĩ là mình sẽ thích cái thiết kế của Acer Trident hơn. Nhìn nó có phần gọi là luxury hơn với cái màu bạc kiểu kim loại. Rồi một cái thiết kế thì nó không phải là cái thiết kế bản lề Eucalypt. Mình thấy bản lề Eucalypt thì thực ra nó nhìn thời trang nhưng về tính thực dụng thì mình không thấy nó quá cao. Và hơn nữa là về độ bền thì nhớ anh em có phàn nàn nhiều
là cái vấn đề fit cao su này, hay là độ bền của những bản lề Eucalypt nó không được giữ quá tốt. Nói chung về thiết kế thì tùy anh em thích thôi, còn cá nhân mình thích cái thiết kế của Acer Trident hơn. Mẫu này mà cho mình thì mình cũng dùng đấy, tại vì là nhìn nó cũng đến nỗi nào đâu, chỉ là nếu mà mình thích cái thiết kế nào hơn thôi. Đấy, tiếp đến là về hoàn thiện thì đây là yếu tố mình nghĩ là trong cái phân khúc này Acer hay là những cái hãng khác họ đều chưa làm tốt, thì Asus họ đã chọn đúng cái vật liệu mà mình nghĩ là cần, và một cái vật liệu nó thực dụng hơn rất là nhiều so với những phiên bản trước đây, chiếc laptop trước đây luôn. Đầu tiên chiếc máy này nó làm full magie anh em ạ, cái mặt này là magie, mặt lưng cũng là magie, so với túc đát thì là ở dưới là nhựa, ở trên là kim loại, thế nên là sờ ở trên thì sang trọng, sờ ở trong thì phèn. Hay là với Trident thì nó làm từ full nhôm, nhưng mà full nhôm thì lại làm hơi mỏng, thành ra là cảm giác sờ nắm nó lại hơi có cái gì đó nó chưa được sự là đầm và đặc lắm. Thì với chiếc Zephyrus này, full magie là một sự lựa chọn vô cùng chính xác. Cầm máy lên rất là đạc, bám vân tay vô cùng ít, nhưng mà cái kiểu bề mặt phủ nhung bấm thế này thì mình nghĩ là nó sẽ có khả năng là bám bẩn trong một thời gian dài đấy, anh em không thể tránh được đâu. Mình mới dùng ở đây thôi mình đã thấy là nó có một chút cái hiện tượng bám bẩn rồi đây này, và hơi khó lau đấy nhá. Đấy, tiếp đến là về cái bản lề. Mặc dù là Eucalypt thì nhiều anh em chê là bản lề như này như kia, nhưng mình nghĩ là gập mở nó rất là chắc chắn. Mặc dù là cái trục bản lề này không được to đâu, nhưng gập mở và để trên bàn thì nó rất là ok. Đấy, nói chung là về hoàn thiện mình không điểm gì để chê cả. Đặc biệt là những khớp nối xung quanh máy làm tương đối là khít, sờ vào không cảm giác gọi là gợn gợn gì cả. Mặc dù nhìn trông có vẻ không khít lắm, nhưng sờ vào rất là mít, rất là mượt luôn. Đây là một điểm cộng về cái chất lượng hoàn thiện. Và trong phân khúc này thì mình phải nói thật, đây là một trong những điểm mà mạnh nhất của Zephyrus G14, vì nó cứng cáp ở khung máy. Những cái phần như là phần chiếu nghỉ tay, hay là phần giữa bàn phím tắt tắt, hay phần trên khu vực bàn phím, hay kể cả mặt lưng, nó đều làm vô cùng là cứng cáp. Thì đây là một điểm cộng. Tiếp đến là yếu tố màn hình. Thì màn hình của chiếc máy này thì là một màn hình mình có thể đánh giá là đa dụng. Đấy là cái giá trị mà chúng ta cần ở một chiếc laptop gaming cho cái phân khúc này. Phân khúc mà nhiều cái mẫu laptop họ phải hy sinh về phổ màu, hay là độ sáng, kể cả là tần số quét. Thì màn hình này là một màn hình Full HD 120Hz. Chúng ta đã thỏa mãn được một cái là 120Hz. Chơi game hay là lướt Facebook các thứ là nó ok rồi. Tiếp đến là về phổ màu thì là 100% sRGB, 78% Adobe, 79% DCI-P3. Độ sáng là 297 nit. Tương phản là rất là tốt, là 1670x1. Và delta là 1.44. Có thể nói là với những thông số này thì anh em hoàn toàn có thể chơi game được, làm đồ họa ok. Và nói chung là tất cả các tác vụ mình đều thấy là không có điểm gì để chê cái màn hình này nữa cả. Chỉ có là anh em nào kiểu ngang quá đến mức kiểu em chỉ thích màn hình 15 inch thôi, màn hình 14 inch là hơi nhỏ. Cá nhân mình dùng cả 15, mình 14 hay là 13, mình thấy là 13 thì thực sự là nhỏ thật. Nhưng mà 14 với 15 thì mình thấy là không quá nhỏ, đặc biệt là 14 đây, không gian hiển thị như này là vẫn khá là ok rồi đấy. Ok, tiếp đến là về cái yếu tố mà mình nghĩ anh em quan tâm nhất ở một chiếc laptop gaming, kể là mỏng nhẹ hay là không mỏng nhẹ, đó chính là cấu hình và hiệu năng tản nhiệt nữa. Ok, vậy thì sao? Với AMD Ryzen 7 5800HS cùng với 8 nhân 16 luồng thì TDP là 35W, RTX 3060, base chạy điện là 60W và chạy max là 20W nữa là 80W. Ok, 16GB DDR5 và cuối cùng là 512GB SSD. Và câu hỏi đặt ra lớn nhất là có max switch không? Câu trả lời là không. Ở phiên bản 2021 của đại đa số những chiếc laptop gaming đến từ nhà Asus thì không có anh em nhé. Và chiếc máy này cũng tương tự. Nhưng mà liệu có phải vấn đề không? Câu trả lời là mình nghĩ là không đến mức đấy. Với Overwatch chẳng hạn, mình chơi vẫn rất là ok vô tư. Setting gọi là tù lưu tù lưa, chạy vẫn bét nhè, 3060 mà, anh em cứ chạy thoải mái. Hay là với Marvel Spider-Man chẳng hạn, setting tùm la tùm lưa, nói chung là chạy vẫn cứ là ok. Hay là về mặt hiệu năng đồ họa, một chiếc màn hình ok này cả, cấu hình như này mà làm đồ họa phải được đúng không? Đúng. Với 6GB mình chạy Project Hỏi Đáp 4K bên nhà mình quay 20 phút, chạy preview, add B-roll rồi hay là add cả text hay là tất cả những vân vân mây mây. Thì mình nói chung là mình thấy là nó vẫn có thể chạy được. Ok. Nói chung là với cấu hình này, màn hình này em hoàn toàn có thể làm việc ở mức bán chuyên đổ lên, gọi là mức kiếm tiền là cũng có thể ok chạy được rồi. Đấy. Còn về tản nhiệt thì sao? Tản nhiệt thì nó đúng như những gì mà mình kỳ vọng ở một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ. Mình đã dùng qua Trident 500, Trident 300, rồi kể cả chiếc máy này, rồi cả túp đát. Túp đát thì không nói, tại vì nó là phân khúc 15 inch. Với Trident thì sao? Trident cũng 15 inch, nó khoảng 3 quạt. Nhưng mà nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 100 độ C. Xung chạy rất là ok nhá, nhưng mà chạy ngưỡng nhiệt độ khá là cao. Và phải dùng phần mềm BTK cản bớt lại. Còn với Zephyrus G14 thì họ làm rất là tốt. Khi mà mình chơi những tựa game như là Spider-Man hay là Overwatch, VGA chỉ lanh quanh khoảng 80 độ C.
Còn CPU đang quanh khoảng 85-70 độ C cho cả những cái tựa game như này. Mình thấy rất là ok. Lý do là vì là mình thấy CPU thường khuyên chạy ở khoảng mức 20W điện thôi, kể cả mình để chế độ turbo nhé, nó chỉ đang quanh tầm đấy thôi anh em ạ. Có thể nói là rất là mát. Và CPU chỉ chạy lên quanh khoảng xung 3.1GHz. Thì anh em sẽ kêu là xung này chạy có vẻ không ổn lắm, nhưng mà cá nhân mình nghĩ là nhiệt độ tốt là được, hiệu năng cho ra nó ổn định là được. Thì đấy là cái mà chúng ta nhận được rồi, đó chính là một cái mức tản nhiệt ổn và cái phần mềm tối ưu tương đối là tốt. Tiếng quạt thì mình không thấy nó quá to, mặc dù là 14 inch ấy, nhưng mà tiếng quạt nó không quá to. Nhưng mà có một điểm yếu mà mình phải thành thật với anh em là cái phần chứng nhìn tay nó sẽ khá là dễ nóng lên. Cái này không tránh được, đầu tiên là magie thì nó vẫn là kim loại. Thứ hai là cái không gian chiếc máy này không quá lớn, vì vậy nên là cái tản nhiệt thụ động nó qua cái phần chứng nhìn tay là điểm anh em cần phải chấp nhận. Cái này là quá bình thường. Đấy. Ok, vậy là đó về tản nhiệt rồi, chạy đồ họa rồi, nhiệt độ. Cuối cùng là một cái khả năng rất là hay là mặc dù mỏng nhẹ nhưng mà chúng ta có một khe RAM và một khe 12 NVMe. Đấy là một cái điểm rất ấn tượng. Và ấn tượng hơn là về thời lượng pin. Pin 77Wh và anh em có thể dùng được khoảng bao nhiêu tiếng ạ? Vâng, 7 tiếng cho đồ họa. À xin lỗi các bạn, là cho thời lượng pin khi mình làm về những tác vụ rất là cơ bản, lướt web, xem phim, YouTube hay là kể cả làm đồ họa tí, nó hơi ngốn pin một chút. Loanh quanh 6-7 tiếng vẫn là đẹp. Bất ngờ cho anh em, thỏa pin 77Wh trong một chiếc máy nhỏ như này và chạy được như thế là rất đáng khen. Đấy. Thế là tự nhiên nó thỏa mãn được nhu cầu của anh em mà thích laptop gaming nhưng pin phải trâu. Đấy, chiếc máy này lại làm rất là ok. Cuối cùng là về loa. Cái loa của con này nhá, mặc dù nó nhỏ nhưng mà loa con này lại là hay nhất trong phân khúc. Ở phần trên chiếc tay chúng ta sẽ có hai cái loa. Lúc đầu mình nghĩ nó là loa giả nhưng thực ra nó là loa thật. Mình thấy nó là loa thật. Cái giải âm, bass, mid, treble đều có và đều xử lý ở mức gọi là tương đối là gọn gàng, tách bạch. Không phải là quá xuất sắc, không phải quá chi tiết, nhưng mà nó có là hơn không rồi. Xem phim, mình làm review các thứ là nói chung là ok, vô tư, gọi là tương đối hợp lý với cả những cái loa trong phân khúc 40 triệu đổ về nhé. Kể cả Legend 5 Pro nhé, đều thua loa của con Asus này và đều thua mấy con loa của ROG năm nay. Thực sự loa ROG năm nay là tương đối là đẹp cho tất cả đại đa số nhu cầu sử dụng. Ok, tổng kết lại về chiếc Asus Zephyrus G14 này chúng ta có gì? Đầu tiên chúng ta có rất nhiều yếu tố trong phân khúc này mà chiếc máy làm tốt. Vỏ magie cứng cáp, thiết kế thì trông có vẻ thời trang, mình nghĩ phù hợp với nhiều bạn cá tính. Rồi một cái tản nhiệt và một cái tối ưu về phần mềm tương đối đẹp. Xung của CPU không chạy quá cao nhưng mà nhiệt độ là mát. Hay là một chiếc máy có màn hình rất đa dụng. Và cuối cùng laptop gaming, thời lượng pin trâu. Đây là những chiếc máy phù hợp với anh em. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Asus Zephyrus G14, đối thủ của Acer Trident 500, đối thủ của chính nhà Asus là TUF DASH F15 2022 hay là Trident 300 nữa. Anh em nghĩ sao? Là anh em thì anh em có mua không? Cá nhân mình nghĩ hiện tại thì nếu anh em nào đang mua một chiếc máy này mới thì giá 27 là khá là đẹp. Còn anh em là săn second hand thì mình nói thật là bây giờ săn second hand cực kỳ khó luôn. Anh em không tin anh em đi săn thử mà xem. Con này săn khó cực. Không tin anh em săn thử đi biết ngay. Còn anh em nghĩ về chiếc máy này như nào? Hãy comment dưới phần bình luận. Mình sẽ đọc và trả lời anh em hay là trao đổi thảo luận với anh em gì đấy. Đấy. Còn nếu anh em thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của Lato Z. Và đừng quên rằng nếu anh em thấy video thì ích thì hãy like, share, subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.